chính bàn tay chuẩn bị những món ăn này phải chà rửa khó nhọc như thế. Nếu bạn dùng nước rửa chén thông thường sẽ không hiệu quả, còn làm thô ráp da tay. Hãy dùng sức mạnh cô đặc của Sunlight Vitamin E mới. Sunlight Vitamin E dễ dàng rửa sạch các vết bẩn và dầu mỡ. Còn có Vitamin E giữ cho da tay mềm dịu và mịn màng, nên bạn sẽ có đồ dùng sạch bóng, da tay mềm mại. Sunlight Vitamin E mới, sạch bóng với dầu mỡ, mềm dịu với da tay. Được Viện Da Liễu Việt Nam thử nghiệm.